Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một chú kỳ nhông trang trí như thế này. Mình dùng hai màu len cơ bản, đó là phần thân màu vàng và phần mắt màu trắng. Các bạn có thể thay len màu khác. Ở đây mình dùng len cotton mill và kim móc số 3. Đầu tiên các bạn làm cho mình một dây móc xích dài 20 mũi bính. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai mươi. Sau đó các bạn móc vào mũi thứ tư, tính từ mũi len trên kim, 1 2 3 thứ tư, các bạn móc vào đây phía dưới cho mình, không móc vào dây len phía trên, các bạn móc vào dây len phía dưới cho mình một mũi dời. Sau đó các bạn móc vào đây hai mũi dời cho mình. Các bạn tiếp tục móc cho mình mũi dời vào đây. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, 11, 12. Các bạn móc 12 mũi giờ cho mình, sau đó các bạn móc vào chân len tiếp theo cho mình một mũi đơn. Hai chân len kế tiếp các bạn móc cho mình mũi nửa cát. Năm chân len tiếp theo các bạn móc cho mình mũi cát. Ở đây chúng ta dùng mũi cát đơn. 1 2 3 4 5. Các bạn móc lên cho mình một mũi bính. Các bạn quay ngược lại và móc vào đây cho mình mũi dời. 1 2 3 4 5 6 7 8 Sau khi móc xong 8 mũi dời, các bạn tiếp tục móc lên cho mình một mũi bính.
ở chân lan. Tiếp này các bạn móc vào đây cho mình một mũi đơn. Chân lan tiếp theo một mũi đơn. Các bạn tiếp tục móc vào chân lan kế tiếp một mũi nửa cát. Sau đó các bạn móc cho mình hai mũi cát vào chân kế tiếp. Ở chân len tiếp theo các bạn móc cho mình một mũi cát đơn. Sau đó các bạn móc cho mình hai mũi bính, một mũi dời và phía chân len ngay phía dưới. Các bạn tiếp tục móc lên cho mình hai mũi đơn, hai mũi bính. Sau đó ở chân len tiếp này các bạn móc cho mình hai mũi nữa cát. Mũi nữa cát thứ nhất các bạn móc chung chân. Mũi nữa cát thứ hai chung chân. Sau đó là ba mũi cát đơn chung chân. Các bạn móc vào phần dưới này cho mình một mũi, phần len dưới này một mũi dời. Ở chân len tiếp theo các bạn móc vào đây cho mình một mũi dời. Sau đó các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính, 1, 2, 3. Và móc vào chân len ngay lúc đầu của mình 1 mũi dời. Tiếp tục 2 chân len tiếp theo các bạn móc vào đây cho mình 2 mũi dời. Thứ nhất, thứ hai, mũi dời thứ ba. Sau đó các bạn cũng móc lên cho mình 3 mũi bính. Và các bạn móc một mũi dời vào chân lúc đầu. Các bạn cắt len đi. Để làm phần mắt, các bạn làm cho mình một vòng tròn ma thuật gồm 5 mũi đơn. Các bạn dùng mũi dời để nối vòng tròn ma thuật lại. Sau đó chúng ta sẽ dùng kim khâu len để khâu phần mắt vào với thân của kỳ nhông. Chúng ta cắt dài dài một tí để nối vào mắt, phần thân. Sau khi các bạn đã hình thành xong phần mắt, chúng ta sẽ dùng kim khâu len để khâu phần mắt và phần thân của kỳ nhông như thế này và dùng một len màu khác để điểm mắt ở trong. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong một chú kỳ nhông trang trí như thế này.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.